Gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19:10 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai người chơi ngày hôm nay. Hai người chơi vô cùng đặc biệt, là chung một gia đình, đó chính là cặp đôi nghệ sĩ Lê Khánh và anh Tuấn Khải. Xin chào anh chị. Chào Tuấn Khải. Vui quá à. Trời ơi, em vui từ trong cánh gà em vui ra luôn á. Ủa sao vui dữ vậy? Em vui mà em khớp luôn á. Vui vậy là vui dữ chưa? Vui dữ lắm rồi đó chị ơi. Anh chị cũng rất là vui mà. Lê Khánh, Tuấn Khải xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Dạ. Ôi dễ thương quá à. Em rất là ngưỡng mộ hai anh chị luôn á. Và em cũng có một thắc mắc muốn hỏi hai anh chị rằng là thật sự là hai anh chị rất là ít tham gia những cái chương trình game show hoặc là những cái chương trình truyền hình giải trí. Thì không biết lý do tại sao là đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ à? Khi mà được ban tổ chức mời thì Khánh Tuấn Khải rất là thú vị với lại chương trình này là dạ. Bởi vì sao? Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, rất là thiết thực và giúp cho mỗi người chơi sẽ tự ra lại cái kiến thức của mình là coi là mình đã trả lại cho thầy cô bao nhiêu. Nhớ coi là trả lại bao nhiêu. Chắc anh trả hết rồi đó. Dạ bây giờ xin mời hai anh chị mình về vị trí chơi của mình ạ. Dạ. Dạ hai anh chị cho em hỏi là cái cảm xúc của hai anh chị như thế nào khi mà chúng ta vào vị trí chơi rồi? Rung. Rồi hồi hộp, với giống như là mình trở về cái thời học sinh của mình cách đây cũng vài năm thôi. Cái cảm giác của hai anh chị bây giờ giống như là chuẩn bị đang trả bài đúng không? Thì ở đây giống như là mình trở lại cái thời học sinh, mình đang ở một cái buổi thi. Cái buổi thi tốt nghiệp hay là buổi thi học kỳ nào đó. Trời ơi, chúng ta cứ để tinh thần vô cùng thoải mái, chuyện gì tới nó sẽ tới ha. Em xin hỏi hai anh chị, mình cũng là vợ chồng với nhau rồi thì không biết là nếu như có vấn đề gì đó là mình có hay nói thẳng với nhau không? Hơn 20 năm dạ. Hai anh chị biết nhau kể cả thời gian quen và cưới dạ. Thì đến thời điểm này thì có những chuyện là khi mà chúng ta cần góp ý nhau hoặc là chia sẻ với nhau điều gì thì nói thẳng để cho đỡ mất thời gian. Nhiều khi không cần nói, nhìn thôi cũng đã hiểu là dạ. Muốn cái gì. Và hy vọng rằng là qua chủ đề ngày hôm nay hai anh chị về ví dụ mà có vấn đề gì đó mình góp ý thông qua những câu ca dao tục ngữ này luôn, là bởi vì chủ đề mang tên là tính ngay thẳng. Và chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên mang tên khởi động. Bấm chuông để giành quyền trả lời, trả lời được được 20 điểm, đơn giản không có gì phức tạp cả. Và câu hỏi đầu tiên như sau. Điền vào từ còn thiếu trong câu sau và sau khẩu lệnh hết của em mới được bấm chuông nha. Ăn ngay ba chấm, mọi tật mọi lành. A nói thật, B nói thẳng, C làm thật hết. Xin mời anh. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. Lý do tại sao anh chọn là nói thật? Thì thấy nó nghe nó dần dần, với lại là mình đang cái chủ đề đây là ngay thẳng đó dạ. Thì bây giờ có nói thật với lại là nói thẳng thì bây giờ anh nghĩ là cái từ nói thật nó sẽ dần với cái từ mọi tật à. Giống như là nó cũng hơi gieo gieo cho nó vô dạ. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. Còn ăn ngay nói thẳng, mọi tật mọi lành nó hơi chổi à. Không nghe như văn xuôi gì đúng đó rồi. Cho nên với sự phân tích vô cùng chặt chẽ như vậy nó mang về cho anh 20 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng anh. Anh Khải ơi, anh hiểu cái câu này như thế nào ạ? À? Theo anh á, thì anh nghĩ là giống như là mình cứ thật lòng, thật tình thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp và nó bình yên và nó an lành đối với mình lắm. À, đó là mình hiểu nôm na. Đại ý câu này khuyên người ta nên ăn ở ngay thẳng thật thà thì không phải lo ngại điều gì cả. Và đây là câu số 2. Áo rách, cốt cách, ba chấm. A tiểu thư, B mỹ nhân, C người thương hết. Xin mời chị Khánh. Thôi hên quá, bấm chưa kịp rồi. À, theo chị thì áo rách, cốt cách, người thương. Và đáp án người thương của chị là một đáp án chính xác. 20 điểm đầu tiên dành cho chị Khánh. Chúc mừng bạn. Thank you, thank you. Cảm ơn. Đây, lật liền. Chị, mình cắt nghĩa cái câu này đi. Theo chị nghĩ đó là một cái hình ảnh của một người mà sống giản dị, hiền hòa này nọ, thì nhìn vô thì người ta sẽ có cảm tình hơn. Đó là cái giống như là được mọi người thương á. Dạ đúng rồi. Cái ý nghĩa của câu này nó nói rằng là chỉ ra những người là người nghèo khó nhưng mang trong mình cái tính liêm khiết, có đạo đức,
cùng nhân phẩm tốt lành thì thế nào cũng sẽ được người khác yêu thương và quý mến. Đó là câu số 2 của chúng ta. Hiện tại thì hai anh chị đang ngang bằng điểm với nhau. Để xem câu tiếp theo ai sẽ được ghi điểm nha. Và đây là câu số 3 của chương trình. Hãy sắp xếp những từ bị xáo trộn thành một câu hoàn chỉnh. Thẳng cây cong vẹo bóng cây ngay bóng. Sao bóng nhiều vậy? Bóng nhiều bóng quá ha. Vẹo cái gì hết. Chơi luôn. Ây chà, rối não nha. Ôi, mình để ý có dấu phẩy nè anh ơi. Vì là cái câu này có hai vế đó. Cây ngay bóng thẳng. Cây dẹo. Cây thì không có dẹo, cây thì cây cong. Cây cong bóng dẹo. Chắc chưa? Chốt lại nè là cây ngay bóng thẳng. Cây cong bóng dẹo. Chính xác anh ơi. Dạ anh được bao nhiêu điểm nữa? Dạ anh được thêm 20 điểm. Nghĩa cái câu này đi. Là mình sống sao thì mình sẽ đổ cái bóng giống ra như là vậy ở bên đúng trong không? Ủa mình sống sao mà mình đổ bóng? Kỳ trời vậy nè, khó quá ha. Là mình được. Là sống vậy à, là mình đổ cái bóng mình ra như vậy. Rồi rồi. Rồi cây cong rồi được cong rồi cái bóng rồi dẹo bên vậy đó hả? Là mình sống sao á là hình ảnh của mình sẽ lưu trong cái tâm trí của người đối diện. Tôi xếp thôi chứ tôi cũng không hiểu cái câu này lắm đâu mà giải thích người mới hiểu đó. Em nói cho rõ nghĩa hơn nha. Dạ. Okay. Yeah. Nếu như sống liêm khiết thì sẽ được tôn trọng. Đó, đúng như chị nói. Có tiếng tốt, còn nếu như sống không liêm khiết thì sẽ để lại tiếng xấu. Sống như thế nào cũng sẽ để lại hình ảnh, dấu vết, người đời sẽ nhận biết được. Thế rồi, chúng ta hãy đến với câu thứ tư. Chúng ta hãy liệt kê ba câu ca dao, tục ngữ hoặc thành ngữ liên quan đến chủ đề tính ngay thẳng. Hết. Bóng. Rồi. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Chính xác, ghi nhận câu đầu tiên. Đối cho sạch đó cho thơm. Dạ. Đối cho sạch đó cho thơm, đúng. Dạ, đúng rồi. Hai câu rồi hả? Còn một câu nữa hả? Còn câu nữa ha. Cây ngay không sợ chích ứng. Trời ơi, sao chị đoán được ngay vậy? Dạ rồi, với ba đáp án vừa rồi đã mang về cho chị Lê Khánh 20 điểm nữa, xin chúc mừng chị. Hiện tại thì hai chị đang bằng số điểm với nhau. Và để xem ở câu cuối cùng ở vòng khởi động này ai sẽ vươn lên dẫn đầu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu thứ 5 trong vòng khởi động. Đó chính là hình ảnh biết nói, xin mời. Đây, có những ô chữ thể hiện một cái câu thành ngữ nào đó. Nếu như có đáp án thì hãy bấm chuông. Hết. Dạ mời chị Khánh. Giấy rách phải giữ lấy lề. Giấy rách phải giữ lấy lề. Anh thấy sao anh Khải? Chị nói xong rồi thì bây giờ anh mới mường tượng ra được. Cái gì, có tờ giấy nó rách. Rồi còn bên đây là cây thước đúng không? Cây thước. Rồi dạ. Bên đây là một cái tờ giấy là nguyên đúng không? Dạ anh thấy hợp lý đúng không? Hợp lý anh thấy. Không thể nào sai được nữa gì, quá hợp lý chính xác chị ơi. 20 điểm dành cho chị. Đúng luôn á. Đúng luôn. Ủa vậy là anh bị thua điểm rồi đó hả? Anh thua điểm rồi. Không sao cả anh. Chúng ta sẽ có cơ hội phục thù với những dòng tiếp theo. Và con điểm sẽ lên đến 100 điểm. Hãy chờ đấy. Để rồi xem. Để rồi xem. Và tạm kết thúc vòng đầu tiên, chúng ta có số điểm như sau. Đang dẫn đầu là chị Lê Khánh với 60 điểm. Anh Tú Khải không sao cả, 40 điểm. Thì chúng ta sẽ có cơ hội vươn qua cái 60 điểm của chị Khánh nha. Anh ổn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với dòng tiếp theo của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Đó chính là câu chuyện tình huống. Ủa? Chồng. Ừ? Sao mà trong túi chồng quá trời tiền vậy nè? Mà sao không để tiền ra ngoài để trong túi chi vậy? Nè, này là tiền thưởng đúng không? Sao không nói cho em biết? Tiền này vợ lấy đâu vậy? Làm gì nhiều dữ vậy? Trời, sao tự nhiên hỏi ngược lại em là sao? Ủa này là tiền của anh. Em lấy tiền ở trong cái túi của anh ra nè. Rồi cái túi này là anh đi công tác về đúng không? Em thấy nó dơ quá em đưa đi giặt nè. Kỳ vậy ta. Đúng là anh lấy cái túi này anh đi công tác. Nhưng mà trong cái túi của anh là toàn là quần áo không à. Chứ anh đâu có đem nhiều tiền vậy đâu. Còn tiền nhiều vậy lần đầu tiên mới thấy luôn á. Tự nhiên nói làm em hoang mang quá vậy. Đâu, đem coi. Kiểm tra thử coi. Rồi. Ủa sao? Cái túi này đâu phải túi của anh đâu. Tại vì anh đi công tác á, cho nên là anh đem theo là toàn là mấy cái áo sơ mi lịch sự với là mấy quần tây không à. Còn mấy... Có khi nào lấy lộn của người ta không? Cũng đúng quá hả? Tại em thấy cái túi này y chang cái túi của chồng à. Thế là đừng nói là chồng lấy nhầm của người ta thiệt luôn hả? Thôi, tại vì bây giờ mấy cái túi này nó cũng na ná giống nhau nhiều dữ lắm nè. Hồi nãy anh đi xe về xong rồi xuống xe cái anh lấy đồ ra. Chết rồi em ơi, vậy là
anh lấy lộn của người ta rồi, giờ sao đây? Sao tự nhiên anh hỏi em, thì em cũng đang đặt câu hỏi với anh nè. Đó giờ em cũng đâu có xảy ra cái trường hợp giống vậy đâu mà em biết. Coi còn có gì không? Đâu nè. Ủa, anh có cái giấy nè. Coi trong đây có giấy tờ tùy thân của người ta trong đó không? Nhưng mà em ơi. Dạ. Cái số tiền này nhiều quá. Bây giờ mình không có biết ai hết để mình trả lại cho người ta. Mà lỡ như cái tiền này là cái tiền người ta dành dụm bao nhiêu năm, xong cái để người ta kiểu như là để người ta trả gì tiền phí á. Thì em biết em hiểu, nhưng mà đó thì anh kiểm tra coi có cái thông tin người ta trong đó không. Đây nè. Có thiệt nè em. Hên quá. Thôi vậy bây giờ á, bây giờ lấy thông tin này lên công an, xong anh hỏi người ta, anh nhờ người ta hỗ trợ liên lạc giùm ha. Trời ơi, hên ghê chưa. Hên á, là em thấy cái này á, một chút nữa thôi á, là anh bị cái tội gọi là lấy tài sản của người ta, là coi có phải là tự nhiên rước họa về thân không. Mà anh cũng ngộ ghê, có cái túi là cũng cầm nhầm nữa à. Ây dạ. Cái này chuyện ngoài ý muốn mà anh có muốn vậy đâu. Cái em đó giờ đó, mình vợ chồng bao nhiêu năm nay cho nên em không biết. Đúng không? Anh thành thật, anh trong sạch. Đó giờ cho dù nghèo, cho dù đói nha, anh không tham lam của ai một đồng nào hết trơn á. Thì đương nhiên em biết mà. Chồng em phải vậy thì em mới thương chứ. Nói thiệt nha, về cái đức tính đó hả, chồng em là số 1. Thôi, em ở nhà nha. Có gì anh tranh thủ đi lẹ lẹ để kiếm người bị mất đi trả lại. Dạ. À, khoan đã. Gì vậy? Thơm. Thơm gì, mới đi công tác về hôi gần chết thơm gì. Không phải, cái mùi thơm này là mùi thơm nhân cách của chồng em á. Em muốn dạ thôi. Thôi đi anh cho thủ đi lẹ lẹ để trễ. Dạ, ở nhà rồi. Nha. Cái túi đó của tôi đó. Cái túi đó của tôi. Ủa? Của anh hả? Của anh, nãy tôi đứng ngoài cửa sổ tôi nhìn vô tôi đoán ra được của tôi đó. Thì anh đợi em xíu nha, em kêu chồng em quay lại đưa cho anh. Không, cái đó của chị. Ủa, của chị hả? Tầm bậy hết rồi, cái đó của tôi đó, nhìn sao. Không, của em. Thì vậy chứng minh hồi nãy cái cậu nó cầm lên là cái hình cái mặt anh chần chần trong đó. Đâu, cái tên em trong cái chứng minh đó. Ủa vậy ai, vì mặt anh mà tên em được luôn á hả? Ai biết đâu, em đi ngang cái cửa sổ cái em thấy tự nhiên thấy cái túi quen quen quá. Đúng hay rồi, là bây giờ mình lên công an mình nhận không? Thôi ra khỏi đi, thôi, mình khỏi ha, chương trình đi. Cho nên với cái sự trợ diễn của ba anh chị em mình mới thấy được là cái cặp đôi vợ chồng này thánh thiện quá. Thánh thiện quá, tử tế. Quá tử tế và thể hiện một cái câu rất là rõ ràng luôn. Em nghĩ rằng là hai anh chị đã hươm hươm cái câu đó trong đầu rồi. Cảm ơn hai bạn đã cho hai vợ chồng xem một cái tiểu phẩm rất là dễ thương và nhấn nhá giùm cho hai vợ chồng cái giữ mà nghèo á, với lại gần đi rồi còn hửa cho thơm á, cái mùi thơm nhân khách á, chỗ cái mùi thơm nó ngộ quá ha. Dạ rồi đó, bây giờ là nếu như đã có đáp án thì hãy bấm chuông sao khẩu lệnh hết. Hey. Câu đáp án của anh là đối cho sạch, rách cho thơm. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Anh được bao nhiêu điểm vậy? Anh được thêm 100 điểm. Ở lại chơi mẹ nha, anh được trước đây. 140 điểm. Mình có 3 con số rồi đó bạn ơi. Bạn mới có 2 con số mà. Để rồi xem, chương trình còn nhiều mà. Và bây giờ chúng ta tạm tổng kết ở dòng chơi câu chuyện tình huống. Chúng ta có số điểm như sau. Vương Linh tạm dẫn đầu, đó chính là anh Tuấn Khải với 140 điểm. Chúc mừng anh. Bảo Lưu số điểm ở dòng 1 là 60 điểm, không sao cả. Chúng ta sẽ có cơ hội cho chị gỡ điểm và tăng lên rất 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 nhiều điểm nữa với vòng chơi mang tên Đi tìm ô chữ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ, và chúng ta đang ở vòng chơi Đi tìm ô chữ. Hiện tại thì em có 14 ô chữ trên màn hình, tương ứng với 14 phong bì trên bàn của em. Mỗi một phong bì sẽ là một chữ. Nhiệm vụ của hai anh chị là lần lượt chọn ngẫu nhiên một cái phong bì nào đó sẽ có câu hỏi tương xứng. Trả lời được câu hỏi đó, mình sẽ được 10 điểm nếu như trả lời đúng và có được cái chữ đó. Và nếu như các anh chị đã thu thập được những cái con chữ đó rồi mà mình đoán ra được một câu ca dao có tổng cộng 14 chữ là mình bấm chuông trả lời ngay và luôn để có cơ hội nhận được 200 điểm. Và trong đây cũng có một cái phong bì may mắn nữa, không cần phải trả lời. Phong bì trong đó là có tiền. Dạ không, có chữ ạ. Cái may mắn là mình không cần phải trả lời câu hỏi và mình có 20 điểm. Dạ rồi, chúng ta hãy đến với câu đầu tiên. Và người lựa chọn đầu tiên đó chính là chị Lê Khánh, là bởi vì chị thấp điểm hơn ạ. Khánh chọn số 1 ạ. Số 1, điền vào câu sau một chữ thôi nha. Em khôn cũng là em chị dại cũng là chị, ba chấm.
Chị em. Chị em chính xác. Trời đất. Đơn giản, thật ra cái câu nó đơn giản. Thì em chị em vậy thôi. À, muốn câu khó đúng không? Đây câu khó dành cho anh, xin mời anh chọn. Mình thích cái con số 7. Con số 7. Con số 7 là một con số may mắn à. Trời ơi, may mắn là đến cho anh. Đẹp lắm. Số 7. Số 7 là số may mắn của anh ha anh. Ôi, đời ba nở hoa rồi đó. Đời nở hoa. Ở đó chữ gì? Chữ. Ê, đừng có đọc lên. À, ồ, chữ gì? Cái này là bí mật của anh. Ủa vậy hả? Anh phải giữ riêng, chị cũng vậy luôn. À. Trời ơi, mình đọc ra là chị biết, chị ghi vô đó. À, rồi, rồi. Xin mời chị Lê Khánh chinh phục câu hỏi thứ hai. Câu số 2 em. Câu số 2. Câu số 2 của chị như sau. Én bay thấp mưa ngập bờ ao, én bay cao mưa rào lại ba chấm. Mưa rào lại tạnh. Ui hay quá. Trời ơi, xuất sắc quá chị ơi. Đúng không? Đúng, đúng. Chúc mừng chị. Đúng. Rồi, xin mời anh Đại. À, số 9 đi. Số 9. Gái có công, chồng chẳng ba chấm. Gái có công, chồng chẳng phụ. Chính xác, anh đã có thêm được 10 điểm, xin chúc mừng anh. Cái của anh nó ngộ nhưng nó vô tình nha. Cái chữ trước, chữ sau nó giống nhau luôn đó nha. Giống nhau hả? À, hơi bị khó đoán rồi. Rồi, xin mời chị Lê Khánh. Số 3. Số 3 như sau. Trời ơi, quá dễ luôn, em tặng chị luôn nè. Gì vậy? Gì vậy? Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép. Em ăn. Ủa? Thôi trả lại cho em đi, em hối hận quá. Ép duyên. Rồi, xin mời anh Khải lựa chọn tiếp theo. Cho anh chọn câu số 6 đi. Số 6. Em tặng anh câu số 6. Hả? Tại vì nó quá dễ đi. Rồi anh. Rau tôm nấu với ruột bầu chồng chán dở húp gật đầu khen. Ngon 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 ngon. Nhiều chữ ngon quá em không tặng nữa. Một chữ đi anh. Ờ, dư đáp án á. Ờ, khen ngon. À, một chữ thôi, em khó lắm. Em khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Trời đất. Qua đây số 6 rồi sao mày đoán? Ủa mắc cười quá. Người ta phải đúng rồi, của phần của ai nấy lo chứ. Nè, chỉ có những chữ này chị có thể chọn chữ này. Nhưng mà và anh, chị anh với phần xuống cái chữ 12, 6 với 12 hay vần với nhau. Nhưng mà anh Khải lấy số 6 rồi. Ồ vậy ha, không sao chị. Chị mua cái chữ ảnh được. Ờ, vợ chồng mình ở chung nhà bán 20 điểm đi. Bán 20 điểm một chữ đó hả? Đúng rồi, số 6. 20 điểm thôi được rồi. Mỗi số 6 tại rồi vì hả? Kiếm điểm khó lắm. 90, 180 gấp đôi. Bán 180 còn 160 bên kia lên 101. Thắng 200 là 301, tôi thua chắc. Thua chắc đúng không? Vậy nhưng thôi. Mà nếu như mà đoán không ra là có bị mất điểm hết không? Ừ, nếu mà đoán không ra thì chị không còn cơ hội để ghi 200 điểm đó nữa. Cái quyền 200 điểm nó thuộc về anh. Anh cứ việc bắt đầu lật tiếp để đoán thôi. Anh phải lấy 20 điểm của chị. Vậy hả? Vậy thôi 10 điểm thôi được. Đại giá. Ừ, tùy theo thôi, 10 điểm cũng được. Rồi, tôi 10 điểm luôn, bán 10 điểm luôn. 10 điểm, trời ơi. Chỉ còn 80 điểm. Trời may mắn quá chị ơi. Chứ bình thường những người chơi người ta không có thương thảo được giá 10 điểm đâu. Chị khôn lắm, chị chơi với chồng vậy không? Không phải chơi chị chứ. Chị đã may mắn thương thảo có được con chữ đó từ anh Khải. Chắc bây giờ là lượt lựa chọn tiếp theo của chị. Số 4 ạ. Số 4. Dạ. Số 4 có câu hỏi như sau. Ếch kêu uôm uôm, ao chum đầy chấm chấm. Ếch kêu uôm uôm, uôm uôm, ao chum đầy. Ao chung đầy nước. Ao chung đầy nước chính xác. Hay quá. Rồi, xin mời anh Khải. Cố lên. Nhưng mà anh biết cái số 6 nãy là anh cho, nhưng mà anh nhớ cái chữ của anh rồi. Đúng rồi, anh phải nhớ. Thì cho nên là bây giờ là anh còn 12 đi, để thử coi là nó vần như thế nào. 12, ok. 12 ha. Cho anh 12 đi. 12. Gái lỗ tai, trai con ba chấm. Trai con mắt. Đúng rồi anh ơi, trai con mắt. Xin mời anh lập điểm ạ. Rồi, lên 200 luôn. Xa mình lắm bạn ơi, hít khói đi bạn ơi. Đó. Xin mời chị Khánh. Dạ số 5. Số 5, điền vào chỗ trống nè. Ếch tháng 3, gà tháng 3 chấm. Rồi, ếch tháng 3, gà tháng 7. À, gà tháng 7 chính xác chị ơi. Số 5, dạ đúng ạ. Ếch tháng 3, gà tháng 7. Tính ra số 7 ngày hôm nay may mắn nha. Đúng rồi. Dạ. Xin mời anh Khải, chúng ta còn 5 ô chữ. Số 10. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa bao giờ mới. Mới khê. Dạ. Anh lúc nào cũng cho em những điều bất ngờ á. Anh trêu đùa với cảm xúc của em.
Anh trêu em. Dạ rồi, tiếp tục với chị Khánh. Chúng ta còn 4 ô chữ nữa ạ. Số 8 ạ. Số 8. Gái có con như bồ hòn có. 3 chấm. Gái có con như bồ hòn có. 3 chấm. Con này khó nhờ. Gái có con như bồ hòn. Bồ hòn có lá. Lá thì đâu được, tại vì đó là trái rồi, làm sao một lá được, yeah, đúng không? 5 4 3. Gái có con như bồ hòn có rễ. Chính xác, có rễ. Dạ rồi, bây giờ tới phiên của anh nè. Số 13. Số 13. Gái ngoan làm quan cho. 3 chấm. Cái gì? Gái ngoan làm gì? Gái ngoan làm quan cho. Gái ngoan làm quan cho chồng. Chính xác anh ơi. Đấy đúng hả? Em bị ngỡ ngàng á. Sao mà mấy anh chị có thể đoán được cái chữ đó hay thiệt chứ. Anh hỏi em nãy giờ tự nhiên mình suy luận đi. Gái ngoan làm quan cho cha thì cha nó không nó ngang ngang đúng không? Kì. Thì ca dao tục ngữ là hay vợ chồng á. Dạ rồi, chúng ta còn hai ô 11 và 14. À 14 ạ. 14. Mà từ nãy tới giờ hai anh chị đâu có đáp án chưa? Chưa, khó. Chưa à. Luôn hả? Điểm khó nhà, quá. Câu 14. Trai anh hùng, gái thuyền quyên. Chính xác. Câu cuối cùng dành cho anh Khải. Gái không chồng như thuyền không. Gái không chồng như thuyền không không bến ta. Như thuyền không. Gái không chồng như thuyền không. À, gái không chồng như thuyền không lái. Chính xác. Anh đã có thêm được 10 điểm, xin chúc mừng anh. Chúng ta đã mở ra được hết tất cả những ô chữ. Thì không biết rằng là giữa hai anh chị có thương thảo gì không? Mẹ muốn mua thêm chữ của ba. Rồi muốn mua chữ nào? Coi tôi có bán số 12 luôn. Rồi bán luôn. Chữ này coi vậy không có nhầm đâu. 20 điểm phải không? Chữ này bán rồi phải bán 20 điểm. 20 là mẹ còn 100 đó. 100. 100 là ba được 200. 250. Ủa? Vậy nếu vậy sao? Ủa? Nếu vậy mẹ được 200 là thành mẹ 300, mẹ thắng ba. Sao được? Nếu như mà trả lời câu này mà sai một cái gọi là chiến thắng thuộc về anh luôn đúng không? Dạ. Sao ra chưa hay là muốn mua thêm không? Thôi. Chị muốn mua thêm nữa không? Còn một lượt mua nữa thôi. Bây giờ chị hãy mua cái chữ gì đó đi. Và bây giờ mẹ cần mua số 9 của ba 20 điểm, ba bán không? Bán luôn. Bán luôn hả? Đúng rồi. Anh ơi, chị ơi phải cẩn thận nha. Bây giờ chị bán lố điểm có gì khi cộng 200 lên là cũng không bằng điểm của ảnh đó. Đâu, nhiều bán. Bây giờ là còn 80. Còn 80. Mất đi 20 điểm, còn 80. À, 80. Là anh được 20 điểm là anh 270 đúng không? Dạ. Nếu như mà mẹ trả lời được, mẹ được cộng thêm 200 thì mẹ thành 280. Ba 270 ba vẫn thua đúng không? Đúng rồi. Là cái ví dụ buôn bán này là coi như là thành rồi đúng không? Là đúng rồi, thành rồi. Bây giờ mà chị muốn mua nữa cũng không được. Một cái chữ vô cùng quan trọng. Nhưng mà nếu chị trả lời sai là coi như là... Nếu như chị trả lời sai thì anh hãy nhớ những cái chữ của chị đã nói trong cái ô của chị. Để anh lắp vào những cái ô còn trống của anh để có thể trả lời đúng. Cái số 9 này với cái số 7 này là cùng một chữ. Bởi vì sao hồi nãy Khải đã bị hớ một câu là hai cái như nhau. À, hay quá chị. Trời ơi, chỉ cần mua một số thôi. Hai hả? Xuất sắc. Trời ơi, chị tính trong đầu hết rồi anh ơi. Em nhắc anh vậy lập. Em đâu có biết đâu, em còn không biết luôn mà. Trời ơi, chơi mà tính toán dễ sợ luôn. Trời ơi, ta tính ta mới thắng. Tôi chơi rất là gọi gì đơn giản, tôi chơi rất là kiểu hồn mà hồn nhiên. Trời ơi, giờ nói ra mới biết là mua một thành hai đó. Đúng vậy. 9 với số 7 là một số. Số 11 với số 13 là chị đang không có và chị phải dùng cái phương án loại trừ và giống như là hên xui nữa. Hên xui. Bây giờ để suy nghĩ coi, để điền vô cái nè. Điền nháp hả? Nè, cái số 8 của chị là từ đơm. Ừ. Thì số 7 với số 9 là từ nói, tại vì mới mua được số 9 rồi thì suy ra số 7 là từ nói luôn. Nói đơm, nói thì là chỉ số 10 là chỉ đặt là chắc chắn. Trời đất ơi. Nói đơm, nói đặt. Đơm đặt á hả? Đúng vậy, đơm nói đơm, đơm nói đặt. Đó. Rồi chữ số 12 là chữ tài. Tài và 14. 14 là chi? Thì câu là câu số 11, 13 thì là hên xui rồi mà là giống như là mình làm cái cho nó hợp lý cái câu là Khánh xin đọc cái câu của Khánh là. Rồi xin mời chị. Đừng bảo rằng trời không tay. Nói đơm nói đặc. Cậy tài
mà chi. Chính xác. Trời ơi, hay quá chị ơi. Trời ơi, xuất sắc, xuất sắc. Em thiệt luôn. Trời ơi, đúng hả? Dạ thiệt anh ơi. Sao mà hay dữ vậy chị? Trời ơi, em không thể nào chờ đợi cái kết quả được luôn á. Em mà chị đọc đúng một cái là em la lên liền luôn. Chị ơi, tự tin lật lên 200 điểm liền cho em. Trời ơi, lật điểm 2 tờ luôn đó em. Vâng, đừng bảo rằng trời không tay, nổi đơm nổi đặc cậy tài mà chi. Giải thích cái câu đó thử tôi nghe coi tôi lọt lỗ tai không. Dạ em mời chị. Theo Khánh nghĩ thì cái câu này là đừng có nghĩ rằng là ông trời không biết những gì mình làm, không biết những gì mình nói. Đừng bao giờ nói xấu một người nào đó, đừng bao giờ làm cái việc gì mà không đúng. Trời cao có mắt. Đúng như những gì mà chị Khánh đã phân tích. Đừng có nghĩ là ông trời không có tai mắt, ông không nghe, ông không thấy những gì mình làm. Nên là mình phải ăn ngay nói thẳng, đừng bao giờ đơm đặt nói dối hay là làm cái này cái kia cái nọ, nó không phải. Đó là cái câu ý nghĩa của cái câu ca dao cuối cùng này của chúng ta. Và kết thúc chương trình, em xin tổng kết kết quả như sau. Chiến thắng chung cuộc cho chương trình ngày hôm nay vô cùng ngoạn mục đó chính là chị Lê Khánh với 280 điểm. Thôi dù sao cũng chúc mừng bạn nha, chúc mừng bạn, chúc mừng. Dạ không sao, anh cũng rất là may mắn khi về nhì chương trình này với 270 điểm hai người chơi ạ. À. Vậy thôi em cứ nói là ấy thôi, em cần gì em nhấn cái gì nhì chi vậy. Nó cũng cay đắng dễ sợ luôn. Vậy em đổi là quán quân và á quân ha. Đúng rồi. Dạ quán quân và á quân. Dạ xin mời hai anh chị mình bước lên phía trước để chúng ta nhận phần quà của chương trình. Xin chúc mừng anh chị 4 triệu đồng cho chị đã về nhất. Và quán quân và á quân là hoa, anh hoa hậu, anh á hậu 1, anh thích làm á hậu hơn. Á hậu 1. Em đành làm á hậu 2 vậy. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và không biết là cảm xúc của anh chị như thế nào khi đến với chương trình ngày hôm nay. Hết rung rồi em. Thì xong rồi. Hồi đầu là nó rung lắm, giờ hết rung rồi vui. Dạ. Có tiền vui. Và rất là vui khi mà được gặp Huỳnh Lập. Dạ. Và chúng ta có cơ hội làm việc với nhau ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ đã mời hai vợ chồng Khánh Khải đến đây để có sự trải nghiệm rất là tuyệt vời ạ. Và chúc cho chương trình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, được nhiều khán giả yêu thương hơn. Và nếu như có dịp thì Khánh và Khải mong là sẽ được quay lại chương trình để mà có được những cái kiến thức nhiều hơn trong chương trình ạ. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay khi được cùng chơi với anh chị, cùng làm việc với anh chị thì em thấy là anh chị rất là vui, năng lượng vô cùng tích cực và kiến thức cũng rất uyên thâm. Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian đến với chương trình. Và em xin chúc cho hai anh chị gia đình luôn ấm no, hạnh phúc. Và con đường sự nghiệp ngày càng mở rộng, ngày càng phát triển hơn nữa ạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Em cũng vậy nha. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã luôn dành thời gian sự yêu thương và đón nhận chương trình của chúng tôi. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc nha, vào lúc 19:10 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Xin chào khán giả, thì mình tên là Ngô Kinh Lâm. Vâng, xin chào mọi người, mình là Tôn Tuấn Kiệt. Chủ đề ngày hôm nay mang tên là phóng đại nha. Đi guốc trong bụng thôi. Đêm, tháng năm, chưa nằm, đã sáng. Ngày tháng 10, chưa cười đã tối. Chính xác anh.